7 sự thật thú vị về loài khỉ. Chào mừng bạn đến với bộ phim ngắn về khỉ. Bạn có biết khỉ là loài động vật thông minh nhất sau con người không? Loài khỉ có hơn 260 loài khác nhau. Mỗi loài khỉ có đặc điểm riêng biệt. Khỉ có thể sử dụng công cụ. Chúng thậm chí còn biết cách sử dụng đá để mở hạt dẻ và que để đánh bắt kiến. Khỉ cũng có ngôn ngữ của riêng mình. Chúng thể hiện cảm xúc và ý nghĩa qua các tiếng kêu, cử chỉ và khuôn mặt. Và cuối cùng, khỉ là loài động vật xã hội. Chúng sống thành từng nhóm lớn, chơi đùa và học hỏi từ nhau.